chết em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống? Anh đi âm thầm giữa chiều lòng lòng, phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong mong. Lỡ mai anh chết em có nhiều không? Sao không âu yếm khi anh còn sống? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đừng nhìn qua sông, tình em như bể ngập lòng. Một người đang nóng chờ ngày thương nhớ cho một người vui đời hoa trong xót xa. À, anh đi giữa sương đêm một mình, buồn đắt con tim ở khối hận cho mối tình của đời anh. Lỡ anh chết em hứa gì không? Anh xin bia đá ghi tên người sống, anh xin ngôi mộ đắp lời tình nồng. Những đêm gió lùa đông, hồn anh không quá lạnh lùng. Anh xin lời tình nồng, những đêm gió lùa đông, hồn anh không quá lạnh. Hôm nay thì tiếp tục chia sẻ các bạn bài Hận Tình. Rồi bài này các bạn sẽ đàn trên điệu slow rock ha. Vừa rồi mình có hát mẫu các bạn tham khảo đó, thì không biết có dính bản quyền hay không ha. Nếu mà dính bản quyền thì mình sẽ để cái clip riêng cho các bạn nha. Bạn nào cần tham khảo bài hát mẫu thì các bạn cứ gõ là bài hát mẫu Hận Tình Điêu Chương. Còn nếu nãy giờ các bạn xem mà các bạn thấy bài hát mẫu rồi thì nó không có bắt bản quyền ha. Chứ bắt là mình phải để clip riêng, các bạn không thấy các bạn cứ gõ Hận Tình Điêu Chương là sẽ ra ha. Rồi thì đầu tiên mình chia sẻ các bạn nó solo trước đi ha, rồi sau đó sẽ vào phần điểm hát sau. Rồi. Trong lá thứ bài đầu tiên ha, để bạn nào cũng tập được. Rồi bài này đoạn 1, đoạn 2 điệp khúc và đoạn cuối nha các bạn. Rồi đoạn đầu tiên: nếu mai anh chết em có buồn không? Mi rê rê mi rê mi là đồ, mi rê rê mi rê mi là đồ. Rồi tiếp: sao em không đến khi anh còn sống? Rồi la 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 đô mi đô la, cái chữ sống các bạn đàn hai nốt nghe nó mới giống ha. Sống đô la sống nha ha. Sao em không đến khi anh còn sống? La 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 đô mi đô la sống. Anh đi âm thầm giữa chiều lòng lòng, đô la đô mi, đô la đô mi. Rồi tiếp: phố vui có người ta đông, mi là đô rê, mi là đô rê. Tiếp: mà anh một bóng trong mong, mi son mi si la son. Rồi
rồi hết số solo đoạn 1 tới nó solo đoạn 2. Nó solo đoạn 2 thì các bạn thay đổi câu cuối cùng nữa ha. Còn cái những câu trên y chang đoạn 1 ha. Rồi. Lỡ mà anh chết em khóc nhiều không sao không âu yếm khi anh còn sống cho anh không còn nghĩ được tuyệt vọng những đêm đứng nhìn qua sông. Đó, từ đây nó vẫn còn giống đoạn 1 khác câu này nè. Tình em như bể ngập lòng. Cái lời giải nó khác thôi, chứ còn ở trên cái giai điệu của bạn hát y chang ha, chỉ thay đổi câu cuối cùng nó về chủ âm. Cuối cùng đoạn 1 thì nó về cái nốt son, còn bây giờ cuối cùng của đoạn 2 nó sẽ về nốt là ha, để chuẩn bị vào điệp khúc. Rồi. Tình em như bể ngập lòng, mi son si re đô la. Mi son si re đô la. Nó khác nhau con này thôi, còn là y chang hay đoạn 1 nha các bạn. Rồi bây giờ nó solo điệp khúc. Em yêu là gì? La 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 re re, la 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 re, mi re cũng được ha. La 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 mi re, la 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 mi re đi cho nó hay hơn, re re không hay bằng ha. La 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 mi re, em yêu là gì? Rồi tiếp, khi một người đang ngóng chờ. Mi do si re mi la, mi do si re mi la. Rồi tiếp, ngày thương nhớ cho một người. Mi la đô la mi rê, mi la đô la mi rê. Rồi tiếp, vui đời hoa trong xót xa. Đồ đồ mi mi la mi, đồ đồ mi mi la mi. Rồi tiếp, anh đi giữa sương đêm. Rồi, si si rê đô đô, si si rê đô đô. Tiếp, một mình buồn nát con tim. La 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 đô si si, la 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 đô si si. Tiếp, ôm khói hành cho mối tình cô đời anh. Rồi, la đô mi rê mi si rê mi la, la đô mi rê mi si rê mi la. Rồi xong nó solo điệp khúc. Còn đoạn cuối thì các bạn cứ solo y chang như đoạn 2, không khác gì hết. Lỡ mà anh chết em hứa gì không, có giai điệu y chang đoạn 2, nó hát khác lời thôi. Rồi tóm lại là đoạn cuối các bạn solo y chang đoạn 2 ha. Rồi nó solo thì mình chia sẻ các bạn, mình có ghi dãy số phía sau để các bạn nhìn ha. Rồi mình cũng ghi phần comment cho các bạn nữa, cho nên mình đi nhanh ha, để mình vào phần điểm hát cho các bạn. Rồi bây giờ là phần điểm hát. Rồi, đầu tiên là intro ha. Rồi các bạn ghi intro, ghi xong rồi mình sẽ chia sẻ từ từ và nhiều lần, từ chậm tới nhanh, là để bạn nào cũng đàn được ha. Rồi. Chứ để các bạn mà áp dụng cái bài này thì như mình nói, các bạn cứ xem cái clip mà 4 kiểu đàn xì lô rock điêu chương. Các bạn cứ gõ 4 kiểu đàn xì lô rock điêu chương. Xem cái clip đó xong thì trong cái clip đó mình chia sẻ các bạn 4 kiểu đàn, kiểu nào áp dụng đoạn nào ha. Như kiểu 1 áp dụng đoạn 1, kiểu 2 áp dụng đoạn 2, rồi điệp khúc các bạn có thể áp dụng kiểu 4, rồi đoạn cuối các bạn áp dụng kiểu 3, ví dụ vậy ha. Cho nên chúc mình chia sẻ, mình nói kiểu nào là các bạn hình dung ra được ha, mình không nhắc lại kiểu đàn nha. Và nào mà muốn tham khảo các bạn cứ gõ 4 kiểu đàn xì lô rock điêu chương là sẽ ra cái clip đó cho các bạn nha. Rồi. Intro thì mình áp dụng chèn theo cái kiểu 2 ha. Rồi, với những nốt này, rồi các bạn ghi. Mi, mi, đô, rê. Mi, mi, đô, la. Rồi, sau đó bấm la thứ. Chát, chát, chát. Bùm, bùm, chát, chát, chát. Bùm, bùm, đó, kiểu 2 là vậy ha. Chèn 2 nhịp vào. Mi, mi, đô, rê. Mi, mi, đô, la. Chát, chát, chát. Bùm, bùm, chát, chát, chát. Rồi, sau đó đàn câu 2 ha, hoặc là thêm chát chát nữa đàn câu 2 cũng được, còn không thì cứ đàn câu 2 luôn cũng được ha. Rồi, câu thứ 2. Mi mi đô re, mi mi đô re ha. Nó y chang như câu 1 nhưng mà thay đổi cái nốt cuối cùng là nốt re, nốt cuối cùng đoạn 1 là nốt la nè. Ở câu 1 là câu đầu tiên á là nốt cuối cùng nốt la. Còn bây giờ câu thứ 2 nó cuối cùng là nốt re vậy thôi ha. Mi mi đô re, mi mi đô re. Rồi, bấm re thứ thì cũng đàn 2 nhịp của kiểu 2. Chát chát bùm bùm chát 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 bùm bùm. Rồi chèn thêm hai cái chát nữa, chát chát, để cho nó liền mạch, nghe nó liền mạch ha. Cứ xong câu đàn hai nhịp rồi chèn hai cái chát, tới câu thứ hai này cũng xong đàn hai nhịp chèn hai cái chát nữa ha. Còn các bạn không chèn hai cái chát này vô, các bạn đàn tiếp cũng được luôn ha. Rồi tới câu thứ ba. Rê rê la đô son la. Rồi bấm vô la thứ chát chát hai cái chát thôi ha, thay vì chát 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 bùm bùm đó, nhưng mà các bạn chèn hai cái chát thôi, chứ bạn chèn ba cái chát là sẽ bị dư á. Chát chát, rồi đàn tiếp la đô son la. Rồi bấm la thứ chát chát, đàn tiếp đô rê mi rê. Bấm rê thứ chát chát, rồi đàn tiếp rê đô rê mi, rê đô rê mi. Bấm mi bảy dặm chát 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 à, mình nói mi bảy chứ các bạn thể sử dụng mi trưởng cũng được luôn ha. Dặm chát 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 chát. Rồi đàn tiếp
Rê mi sol la. Rê mi sol la xong bấm la thứ, chèn hai cái chát chát chát. Rồi đàn câu lót này, câu lót này rất quen thuộc các bạn nè. La si do re, re re do si la. Đó. Rồi xong cái nốt cuối cùng nốt là các bạn có thể đẩy cho nó ngăn. Rồi ngưng vào bài luôn, không dậm không gì nữa hết ha. Rồi đó là nguyên cái intro của các bạn. Rồi sau khi bạn biết hết mình có ghi dãy nốt phía, dãy số phía sau dãy nốt đó, các bạn dựa vào dãy số đó các bạn sẽ biết những cái dãy nốt phía trước sẽ làm thế nào ha, và cách chèn ra sao, bấm hợp âm nào. Rồi được rồi hết, bây giờ mình bỏ dãy số, mình ghi nốt không ha. Rồi nhìn các bạn nhìn trên màn hình, rồi dựa vào những cái nốt này, sau khi bạn biết hết rồi, chỗ bấm hết rồi, quen hết rồi thì bây giờ các bạn sẽ tập từ chậm tới nhanh ha. Rồi mình sẽ đàn intro chậm, các bạn sẽ đàn thế này. Chát bùm bùm chát 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 bùm bùm chát chát, thêm hai cái chát chát này. Rồi đàn tiếp câu thứ hai, rồi bấm rê thứ chát 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 bùm bùm chát 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 bùm bùm, rồi thêm hai cái chát nữa này, chát chát. Mình nói hai cái chát này các bạn muốn thêm thì không thêm cũng được nữa ha, không thêm thì các bạn ngưng, các bạn đàn câu 3 ha. Còn nếu mà thêm hai cái chát này là mình đàn liền kề câu 3 luôn ha. Rồi tới câu 3, rê rê là đô. Rồi tới đây bấm là thứ chát chát, rồi đàn tiếp, bấm là thứ chát chát, rồi đàn tiếp, bấm rê thứ chát chát, rồi đàn tiếp, rồi bấm mi bảy dậm chát 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 chát, rồi đàn tiếp, rồi bấm là thứ chát chát, chèn hai cái chát này ha. Rồi lót đó, cái nốt lại cuối cùng đẩy ha. Rồi rồi lại intro các bạn nha. Các bạn sẽ đàn thế này. Không dậm không gì nữa ha. Ha ha. Rồi lại cho các bạn. Rồi được rồi, các bạn sẽ nhanh tay lên chút ha. Chỗ không bắt đầu bấm đô trưởng, rồi bắt đầu xỉu róc lên, áp dụng kiểu một. Đoạn một các bạn áp dụng kiểu một là rải dây á, buồn không vậy đó ha. Rồi rồi lại em cho các bạn ha. Được rồi, tăng tốc lên nữa ha. Rồi lại cho các bạn bình thường một lần nữa rồi vào bài nha. Thank you.
không vậy đó, ngay không rồi bấm vô tưởng là vô ha. Trước khi vô các bạn có thể đi bác em có buồn không đó, nhưng mà thôi khỏi đi, cứ ngay không bấm đô tưởng là bắt đầu rải siro rắp lên ha. Rồi thôi, lại một lần nữa cho các bạn đi ha, để các bạn theo dõi nhiều lần để các bạn dễ áp dụng ha, các bạn quen với cái giai điệu nó thì các bạn theo các bạn tập xong những nốt đó các bạn đàn được liền ha. Thêm một lần nữa đi cho các bạn, rồi các bạn nghe lại một lần nữa ha. Đầu vào clip mình cũng mẫu và tham khảo rồi ha, nhưng mà ở đây mình nhiều lần để các bạn quen luôn với giai điệu là các bạn đàn, ai bạn nào cũng đàn được cái intro này ha. Rồi tới đâu các bạn rải tới đó. Rồi đoạn một các bạn áp dụng kiểu một ha, trong kiểu đàn slow rock, trong một clip 4 kiểu đàn slow rock mình chia sẻ các bạn ha. Rồi thì mình nói gì thôi chứ các bạn muốn áp dụng kiểu nào các bạn áp dụng ha, thì mình chia sẻ đoạn một áp dụng kiểu một là rải dây, rồi cứ ngay nhịp các bạn rải. Nếu mà anh chết em có buồn không, ngay không bấm đô trưởng rồi cứ bát và 21 23 bát và 21 23 bát, ở tới đâu chuyển tới đó ha. Buồn không rồi đô trưởng này, sao em không đến pha trưởng khi anh còn sống la thứ, anh đi âm thầm pha trưởng dưới chiều long lòng là đô trưởng, phố vui là son trưởng, có người ta đông là rê thứ, mà anh son trưởng một bóng trong mong là về 17 ha. Rồi các bạn rải 17 trong mong, rồi tới đây là về bấm 17. Rồi các bạn quạt lên, quạt theo kiểu hai đó ha, hai nhịp trong mong ra rát chát bùm bùm ra rát chát bùm bùm, rồi ngưng hát đoạn 2 ha. Rồi cứ hết đoạn 1 bấm 17 quạt hai nhịp theo kiểu số 2 rồi ngưng, rồi hát đoạn 2 ha. Rồi ví dụ các bạn chậm nè. Phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong mong. Đó, trong mong là về 17. Rồi các bạn cũng rải xuống cái này, mong và 21 2. Rồi bắt đầu quạt nha, chứ các bạn đừng quạt liền nó sẽ bị trật nhịp nha các bạn. Trong mong và 21 2 và 21 2 ta lắp chắc bùm bùm, ta lắp chắc bùm bùm. Trong mong hay bài 21 hay bài 21 2 cũng được, nếu mà bài 21 thì các bạn ngưng chút, còn bài 21 2 các bạn phải đàn lẹ tay ha. Anh một bóng trong mong đó, vậy cũng được, mà nói chung thì bài 21 2 cũng được, bài 21 0 cũng được. Nếu các bạn không dễ thì bài 21 rồi bắt đầu quạt lên ha, quạt hai nhịp la la chắc bùm bùm, la la chắc bùm bùm, rồi ngưng hát đoạn 2 vậy đó ha. Rồi ví dụ lại các bạn nè. Phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong mong. Rồi ngừng hát đoạn 2. Lỡ mai anh chết em không nhiều không. Vậy đó ha. Rồi à, đoạn 2 thì các bạn có thể áp dụng kiểu 2 ha. Thì mình nói các bạn muốn áp dụng kiểu nào các bạn dùng, nhưng mình chia sẻ vậy nha. Đoạn 1 áp dụng kiểu 1, đoạn 2 áp dụng kiểu 2. Rồi ví dụ các bạn lại một lần nữa, hết đoạn 1 qua đoạn 2 cho các bạn. Phố vui có người ba đông, mà anh một bóng trong mong. Lỡ mai anh chết em không nhiều không. Vậy đó ha. Rồi qua đoạn 2 các bạn hãy dùng kiểu 2. Chắc 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 bùm bùm, chắc 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 bùm bùm. Vậy đó ha. Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không, bùm bùm chắc 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 bùm bùm. Sao anh không ở, sao không âu yếm khi anh còn sống. Nó cứ chắc 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 bùm bùm, chắc 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 bùm bùm, cứ vậy đàn hoài ha, tới hợp âm tới đâu chuyện tới đó. Rồi lỡ mai anh chết em khóc nhiều không là đây là đô trưởng nè. Sao không âu yếm là chỗ này các bạn chuyển qua pha trưởng. Khi anh còn sống là thứ, cho anh không còn pha trưởng. Nghĩ đời tuyệt vọng đô trưởng, những đêm son trưởng, đứng nhìn qua sông là rê thứ. Tình em là chỉ mà mì bại, như bến ngập lòng là về lại la thứ. Rồi là hết đoạn 2, đó nghe gì các bạn không, cứ thấy âm tới đâu các bạn chuyển tới đó là được. Rồi hết đoạn 2 thì các bạn cũng lót câu lót giống như intro á.
như với ngấp lòng. Rồi các bạn chèn hai cái chát rồi lót à. Như ngấp lòng chát chát là si đô rê 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 đô si la. Rồi sau đó quạt lên quạt kiểu 3, kiểu 4 gì cũng được ha. Trong clip đó mình chia sẻ các bạn á, từ bắt đầu hát điệp khúc thì tóm lại là điệp khúc các bạn có thể áp dụng kiểu kiểu 3, kiểu 4 gì thì các bạn ha, thì sẽ thích các bạn. Rồi cứ hết đoạn 2 lót chát chát là si đô rê 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 đô si la. Quạt lên là gì vậy đó ha, cứ quạt lên rồi cứ quạt âm tới đâu các bạn chuyển tới đó là được. Rồi quạt kiểu 3 hay kiểu 4 gì thì sẽ thích mỗi bạn nha. Rồi mình ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc nữa. Tình em như bấy ngập lòng, em ơi yêu là gì vậy đó ha. Rồi cứ quạt lên. Khi một người mê bãi, em ơi là thứ này, yêu là gì là rề thứ. Khi một người mê bãi đang ngóng chờ là thứ, ngày thương nhớ pha tưởng cho một người rời thứ. Mùi đời hoa là thứ trong xót xa đâu được. Anh đi mê bãi giữa sương đêm đâu được. Một mình pha tưởng buồn nát con tim là mê bãi. Ôm khói thành là đâu được, cho mối tình là mê bãi. Bộ đời anh về lại là thứ là hết điệp khúc rồi. Hết điệp khúc các bạn cũng lót câu lót đó thôi ha. Là gì đâu rê 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 đâu xin là mối tình của đôi anh về là thứ. Thì các bạn đang quạt kiểu 3 hay kiểu 4 thì rá 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 ha. Rá chát bùm bùm rá rá chát bùm bùm rá rá chát bùm bùm á. Thì bây giờ mình rá 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 thôi. Rồi chèn la si đô rê 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 đô si la ha. Chỉ là rá 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 chứ không có chát bùm bùm. Rá 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 la si đô rê 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 đô si la. Nước là cũng ngưng cũng đẩy vậy nè. Rồi ngưng hát hát đoạn cuối ha. Thì các bạn thấy một câu lót thôi. Hết hết điệu intro, cuối intro lót câu lót đó, cuối đoạn 2 lót câu lót đó và cuối điệp khúc cũng lót câu lót đó, chút xíu nữa cuối đoạn cuối lót câu lót đó luôn ha. La si đô re 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 đô si la. Đẩy nó lại vậy ha. Rồi. Rồi ví dụ các bạn hết điệp khúc qua đoạn cuối ha. Khối hành cho mối tình của đời anh đã rắc. La si đô re 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 đô si la. Lỡ mai anh chết em hứa gì không. Vậy ha. Rồi. Thì qua đoạn cuối này các bạn có thể áp dụng kiểu kiểu 2 đi ha, hoặc là kiểu 1 lại cũng được luôn. Nhưng mà các bạn áp dụng kiểu 2 đi ha, giống giống như đoạn 2 đi. Rồi, đoạn cuối thường thường nó giống cái giống đoạn 2 vậy ha. Rồi. Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không là đồ trưởng. Anh xin bia đá là pha trưởng, ghi tên người sống là thứ. Anh xin ngôi mộ pha trưởng, đấm lệ tiền nông đồ trưởng. Những đêm son trưởng, gió lùa qua đồng rê thử. Hồn anh mi bãi không quá lãng lung. Hợp âm nó y chang như đoạn 2, lạnh lùng về lại là thứ ha. Các bạn nói solo y chang đoạn 2 thì hợp âm nó cũng y chang đoạn 2 vậy nha các bạn. Lánh lung về là thứ. Rồi chèn hai cái chát 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 lót là si đô rê 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 đô si la. Rồi sau đó các bạn nếu mà muốn gian tấu á thì các bạn solo nốt đoạn 2 rồi các bạn sẽ bắt đầu hát từ ngay điệp khúc ha. Còn không gian tấu thì các bạn kết out luôn, thì kết out cái đàn y chang intro là được ha. Tức là hết đoạn cuối các bạn cũng lót lánh lung chát chát là si đô rê 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 đô si la. Rồi nếu muốn gian tấu thì solo nốt đoạn 2 ha. Ví dụ các bạn những đêm gió lùa qua đông, hồn anh không quá lanh lùng chắc chắc là si đô rê 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 đô si la. Rồi gian tấu solo nốt đoạn 2. Nó đoạn 2 lúc nãy mình chia sẻ các bạn rồi đó. Thì gian tấu xong các bạn cũng lót, lót xong bắt đầu hát từ ngay điệp khúc. Hát điệp khúc xong các bạn sẽ hát đoạn cuối, hát đoạn cuối xong các bạn sẽ kết out ha. Rồi. Và trước khi kết out các bạn có thể lặp lại từ ngay chỗ anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nông, những đêm gió lùa qua đông, hồn anh không quá lanh lung. Nó lặp lại ngay chỗ anh xin ngôi mộ đó ha. Rồi, kết out các bạn cứ đàn y chang intro là được ha. Intro thế nào kết out y chang vậy ha. Rồi ví dụ các bạn kết out luôn nè. Ví dụ hát hết bài hồn anh không quá lanh lung rồi cũng lót ha. Chát chát la si đô rê 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 đô si la. Rồi lặp lại ngay chỗ này anh xin ngôi mộ đắm lời tình nồng, những đêm gió lùa qua đông, hồn anh đó. Tới đây các bạn thể đàn hai nhịp đi rồi ngưng. Không quá lanh lung, tới đây bắt đầu đàn lại ha. Lanh lung rồi chát chát lót la si đô rê 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 đô si la. Rồi kết ao giống intro.
các bạn set out cứ y chang intro, nói chung là cứ y chang intro được intro thế nào các bạn cứ kết out y chang vậy ha. Lúc này các bạn đang intro thế nào bây giờ kết out các bạn cũng đạt y chang vậy là được nha. Rồi coi như sơ hôm nay xong cái bài này cho các bạn nha. Có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment thôi mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.